Nam mô Hiện Tọa Đạo Tràng Chúng Thiên Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cho khói trầm thơm biến thành mấy năm sắc, dâng lên khắp mười phương cúng dường vô lượng Phật. Vô lượng chư Bồ Tát cùng các thánh hiền tăng nơi pháp giới dung thông kết đại sen rực rỡ, nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ. Xin mọi loài chúng sanh tự bỏ cõi lãng quên, theo đường giới định tuệ quay về trong tinh thức. Hôm nay ngày 15 tháng 4 năm Tân Mão nhằm ngày 2 tháng 6 năm 2023, chúng đệ tử xuất gia tại gia cung tụ đại hùng bửu điện hiện như tịnh thất, thiết lễ hương hoa phụng cúng sám hối hồng danh chư Phật, nguyện ba nghiệp thân khẩu ý được thanh tịnh, phiền não chướng duyên tất giai tiêu diệt. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát, Nam mô Hương Quanh Cái Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Tát. A Di Đà Phật. Kính mời đạo tràng lập trang số 5. Phật chúng sanh tánh thường rộng lạng đạo cảm thông, yeah.
Ra một
Phương Bảo
Di Tâm Đảnh Hà Lễ Nam Mô Kim Cang Bất Hoại Phật. Di Tâm Đảnh Hà Lễ Nam Mô Long Tôn Dương Phật. Di Tâm Đảnh Hà Lễ Nam Mô Tịnh Tấn Quân Phật. Di Tâm Đảnh Hà Lễ Nam Mô Tịnh Tấn Hỷ Phật. Di Tâm Đảnh Hà Lễ Nam Mô Bảo Hòa Phật. Di Tâm Đảnh Hà Lễ Nam Mô Bảo Nguyệt Quang Phật. Di Tâm Đảnh Hà Lễ Nam Mô Hiền Vô Lô Phật. Di Tâm Đảnh Hà Lễ Nam Mô Bảo Nguyện Phật. Di Tâm Đảnh Hà Lễ Nam Mô Vô Cấu Phật. Di Tâm Đảnh Hà Lễ Nam Mô Lìa Cấu Phật. Di Tâm Đảnh Hà Lễ Nam Mô Dụng Thí Phật. Di Tâm Đảnh Hà Lễ Nam Mô Thanh Tịnh Phật. Di Tâm Đảnh Hà Lễ Nam Mô Thanh Tịnh Thí Phật. Di Tâm Đảnh Hà Lễ Nam Mô Tà Lưu Na Phật. Di Tâm Đảnh Hà Lễ Nam Mô Thị Thiên Phật. Di Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Kiền Đức Phật. Di Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Thiên Đàng Công Đức Phật. Di Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Vô Lượng Cúc Quang Phật. Di Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Quan Đức Phật. Di Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Vô Đức Phật. Di Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Na La Diên Phật. Di Tâm Đảnh Lễ
Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Công Đức Hòa Phật. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Liên Hoa Quang Vũ Hy Thần Thông Thở. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Liên Hoa Quang Vũ Hy Thần Thông Phật. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Tài Công Đức Phật. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Niệm Phật. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Niệm Phật. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Hồng Diệm Đế Tràng Dương Phật. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Hồng Diệm Đế Tràng Dương Phật. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Thiện Vô Bồ Công Đức Phật. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Thiện Vô Bộ Phật. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Châu Trác Trang Nghiêm Công Đức Phật. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Châu Trác Trang Nghiêm Công Đức Phật. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Bảo Hòa Vũ Bộ Phật. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Bảo Liên Hoa Thiên Trụ Ta La Thọ Vương Phật. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Bảo Liên Hoa Thiên Trụ Ta La Thọ Vương Phật. Chỉ tâm đảnh lấy quan bảo người khác lấy quan lấy
quái đó vào địa ngục quỷ đói và xuất sanh. Chốn thiên địa dòng hạ tiệm dịch đẻ miệt lệ xa các chỗ dự thế nhưng tội chưa chúng con đã làm hôm nay. Tâm tuổi xuân giảm mỗi giờ đây các đưa Phật Thế Tôn chừng biết cho chúng con thương nghĩ ra chúng con trước chư Phật. Quê quan đời này hay đời ca của chúng con từng làm ca nguyện bố thí hoặc giữ được giới thành tịnh nhận đến tí mộng bất cơn vạn tu tâm hẳn căn lành ta có thành tựu chúng sanh căn lành đã có tu hành bồ đề căn lành đã có thân cả hợp lại so sánh chủ tinh thái điều hồi hướng cho quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác như ca đứng Phật đời qua khứ đã làm nguyện hồi hướng chúng con cũng xin hồi hướng như thế ca tội điều xa mỗi các phương sinh tùy hỷ và vô thượng chư Phật trong ba đời rất hơn cả chúng sanh biển cộng đức không lường. Con nay thành kính lại mười phương thế giới có thân ba đời đại hùng con nay ba nghiệp biển dùng để khắp tất cả cộng chung một lòng phổ hiền hạnh nguyện thần thông. Mỗi thân hiền pháp trần hai, mỗi thân lễ lại niệm tài điện qua ở trong gói Phật hàng xa đại hội Bồ Tát một nhà độ sanh. Chân sau Phật đã thanh danh xuất trần, mỗi người tiếng giọng có phần phát ra thanh con tâm thần sáng trưng. Tôn sưng khen ngợi Phật đức các tầng rất sâu tràn hoa tươi tốt muôn màu âm nhãn đa bình lòng hầu hướng ai. Xưa nay con đem dân cúng đức thầy Như Lai thương đi có bọn không ai đẹp đuốc soi sáng trong ngoài đường đi. Vì thanh tâm dân cung các địa thế tôn con nay mở rộng tâm hồn tinh sâu Phật pháp trường tồn từ lâu. Giờ sau cung dưỡng cùng khắp nhiệm màu Như Lai xưa con tạo các nghiệp sai đều do ba đồng và tai nói liền. Giờ đây mới biết lòng chuyên sám trừ mười phương các loài đồng cư hữu học vô học tâm tư dĩ thừa. Xưa xưa thì hỷ công đức cho vừa lòng kính đen tuệ thắp sáng cầu xin Bồ Đề thanh thụ đức tinh bắt đầu. Chuyện xe diệu pháp đạo màu đã ban chư Phật muốn nhập niết bàn con xin kinh thánh vị hàng phạm vô. Quá công vô chúng sanh lợi lạc đường tu chuyên cận cúng dường lễ tán ba phần thánh Phật trụ thế tâm chân độ đời. Chúng sanh phân đạo đồng thời in sâu xin đem công đức gì
hướng về thượng giới mình châu hiện bài thân tướng tam bảo tự ngài. Con vừa được như nước biển trong con nay hồi hướng một lòng thành cao thân khẩu ý nghiệp lao trao dứt trừ ngã pháp công lao đức thầy. Chướng từ nay xin điều tiêu dĩa xin thay pháp màu mỗi điểm trí về làm đầu. Con câu trả ơn hư không thế giới có sờ nguyện và phiền não điều vờn hư không bốn pháp như thế dụng công. Như như cuối lại đức đại hạnh phổ hiền bồ tát cuối lại đức đại hạnh phổ hiền bồ tát cuối lại đức hiền bồ cũng không luôn cái của mình đã hết.
nó không cần chi cũng chẳng cần các gì, bởi vì không sở đắc mới là Bồ Tát, gọi đủ là Bồ Đề Tăng. Có những nơi chỉ bát nhã để xét soi, được nơi bát nhã để quan chiếu đến tâm không quái ngại, bởi tâm chẳng cần ngại nên chẳng có hề sợ xa lìa các điều yên đáo vọng tưởng. Chúng sanh thấu rõ tinh tạng trí huệ.
như biển tư quỷ tăng ma sinh nguyện chúng sanh thống vị đại chúng ta thái không ngại nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều cho là Phật kinh thỉnh sư cô cùng với đại chúng chúng ta duỗi chân ra so bóp xong rồi từ từ đứng dậy đảnh lễ Phật ba lại. Vì là Phật kinh thỉnh sư cô ngồi xuống, kinh thỉnh là mời đại chúng ta ngồi đi. Bữa nay là thứ hai mà thấy cũng chân chung ha, nhưng mà mới bắt đầu thì kinh thỉnh ra cũng làm cũng hết hồn ha. Vì là Phật kính thưa vi sư trụ trì, kính thưa vi sư, thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, nãy giờ mình lại Phật có thấy gần mặt không? Chưa thấy hả? Từng từng rồi sẽ thấy. Kính thưa Phật tử, chủ nhật thì tới mình sẽ làm lễ Phật đản tuần này và thầy ngày mốt tuần này hả? Uống nào đi. Thì bây giờ mình là những người con Phật ở đây ai cũng là quy y hết ha, họ tâm quy đủ giới hết ha. Thì mình làm như thế nào để mình trở thành những người con trai, con gái khỏe mạnh, xinh đẹp, đoan nghiêm, khả ái của Đức Phật. Chứ đừng làm những người con gái gọi là què quạt, bệnh hoạn, yếu đuối. Mặc dù giờ mình lớn đi, thân xác này của mình đó nó theo năm tháng nó bào mòn, nhưng mà tâm của mình lúc nào cũng vững mạnh hướng về Đức Phật, thì có như vậy đó thì mình mới gần Phật hơn, mình mới là những người con của Đức Phật đúng nghĩa. Thì gần tới Phật đản người ta chia sẻ để mình làm cách nào để mình gần gũi Phật hơn và tốt hơn. Thì trước nhất mình giờ mình ôn lại từ từ thì mình phải cần có niềm tin. Thì đọc kinh thì chúng ta hay nghe mấy thầy giảng hoặc trong kinh sách nói đó, niềm tin là mẹ sanh ra tất cả các công đức. Thì làm như thế nào để mà cái người mẹ là sanh ra những đứa con sao hiếu thảo thuận hòa, công đức làm lợi ích cho bản thân mình và nhiều người. Chứ nếu không đôi khi chúng ta thấy á, mình sinh ra những người con đôi khi nó không có được như vậy, những người con khổ mình, những người con không được quý mình. Thì hôm nay mình ôn lại lời Phật dạy làm như thế nào để có cái niềm tin. Thì khi Đức Phật còn tại thế á, thì Ngài đi khất thực ở tất cả các nơi. Thì vào một ngày đó, Ngài đến với dân là gọi là Cam La Ma. Thì khi đến nơi, Đức Phật ngồi dưới gốc cây cùng với tăng chúng. Lúc đó thì các vị lớn tuổi và các cái người trong thôn trong làng đó mới tập hợp lại. Mới bà Đức Thế Tôn, trước khi bà Đức Thế Tôn đến đây thì đã có những cái sa môn, bà la môn khác đã đến đây rồi. Và mỗi người khi đến đây rồi đó thì ai cũng nói là cái giáo lý, cái chủ trương của họ đều tốt. Và họ chê trách, họ phỉ báng, họ mạ lị, họ xuyên tạc những cái
chủ thuyết, những cái học thuyết của các bà la môn, sa môn các. Thưa Đức Thế Tôn, chúng con đối với cái vấn đề này sinh ra cái sự nghi ngờ, phân vân, không biết ai là người đúng, ai là người sai, ai là người nói đúng sự thật, ai là người nói không đúng sự thật. Thì lúc đó Đức Phật mới nói như thế này: này những người dân Kavala, các vị chớ vội tin, vì điều đó là truyền thống, truyền thuyết, những điều kinh điển truyền tụng lại, hay là những điều đó nó lý định siêu hình, nó phù hợp với cái định kiến, cái lập trường của mình, hay là điều đó nó dựa lên những cái dữ kiện, những cái sự việc hồi hợp, và được một cái thế lực, một cái uy quyền, hay là nhiều người ủng hộ, hay thậm chí là sa môn bà la môn, hoặc là chính ông thầy đó của mình mà nói về điều đó. Mà chỉ khi nào các vị nghe và suy nghĩ rõ ràng, biết đúng như thật, những cái việc này nó đem đến cho mình là không có tội lỗi, điều thiện làm tốt đẹp, và được những người trí á, họ tán thán khen ngợi, thì lúc đó các ông hãy tin và làm theo. Thì tóm lại, Đức Phật dạy cái sự nghe của mình á, nó đến cả hai cái phương diện. Ngày xưa chúng ta đâu có cái hiểu biết à, chỉ nghe thôi. Thì Đức Phật nói, nếu mình nghe mà mình tin á, cái sự niềm tin đó nó chưa trọn vẹn, mà mình phải có cái sự suy nghĩ nữa, thì cái niềm tin đó nó mới được rốt ráo và trọn vẹn. Thì biết ở đây đó có ai mà gọi là còn nhỏ ở trong chuột chuột cắn rúng không? Yeah. Đức đạo có tại đó còn nhỏ đó, đâu biết bơi đâu, chơi mấy đứa bạn mấy người lớn rồi đó, lớn lớn mình đi xíu thôi, nói giờ biết bơi dễ lắm, khỏi tập gì chân á, lấy chuột chuột nó cắn rúng đi. Cũng tin thiệt là lấy cái chuột chuột cắn rúng, xong rồi rúng chứ xong rồi nó biết bơi. Nó sao mà em cho nó cắn rúng em rồi mà sao em chưa biết bơi? Cái nó cho cắn rúng sao phải cho con chuột chuột cắn rúng vào bắn cái rúng đó thì mới biết bơi. Mình cũng tin thiệt, mình mới về mình bắt cái chuột chuột mình cho nó cắn vào cái rúng đó thì không biết bơi. Cái này là cái tội còn nhỏ đó, dựa trên những cái dữ kiện, những cái điều mà nó hời hợt đó, cũng may đó, đó người ta cũng kêu mà lấy được cua kẹp đúng rồi. Và thưa quý Phật tử, trong cuộc sống này đó, cái niềm tin của mình á, đôi khi đó mình tin là một chồng một vợ bạn bè, nhưng mà niềm tin đó một thời gian sau thì sụp đổ vỡ. Và thậm chí đôi khi mình tin mẹ, tin cha mình. Ở đây có một câu chuyện, có cái chuyện tử ở bên đây, hai vợ chồng có hiếp với người mẹ. Thì qua đây được rồi, người mẹ vẫn còn Việt Nam, mới để dành dựng cái cớm khi cỏm số tiền mua được căn nhà cho người mẹ vẫn ở. Và hẹn năm sau để về ông tân gia, nhưng mà mới mấy tháng sau là nhà bán tiêu rồi, hỏi ra mới biết là người mẹ là có những người con gái như vậy nha. Và khi đi được con gái đó, những gái đó làm ăn đầu tư thế nào không biết, lấy cái sổ của nhà cầm, thì mới là người mẹ nói này của con, của chị, của em, con đó bên đây đó để mua nhà cho mẹ, cái này kỷ niệm không được. Nhưng mà người con gái nó cứ nằm nghỉ, cứ nói là mẹ cứ cầm đi một khác đó, thấy vậy có gì đâu. Nhưng mà rốt cuộc lại cầm rồi. Mà cái người mà cháu là con của người mà con gái Việt Nam đó, mợ dưỡng á, tại mợ dưỡng á, để tiền chi mua cho bà ngoại cái nhà để cho mẹ có nổi lòng tham, cháu còn chấp lại. Và đôi khi quý tử ra chúng ta cũng nghe những câu chuyện, có những người cha mẹ làm dành dụm suốt cuộc đời có tiền, rồi mình thấy thôi giờ mình lớn rồi đâu ăn uống được bao nhiêu nữa, thôi
con bán nhà đi để chia các con. Tính mình tính mà tháng này mình ở dưới này ha, tháng 2 ở dưới 34 đường 5 mà tính ngon lành á, bán nhà chia xong rồi không có anh nào luôn. Rồi sau khi chết rồi đó, cái quan tài cũng phải hướng. Cho nên đó, đôi khi đó, cuộc sống này mình đặt niềm tin đó, là một khi nó gọi là ngoài đời nó mang hên xui, nhưng mà tin là Phật thì nó phải cho phước báo. Cho nên biết Phật tử mà nghe chạy thì nó nói lối ngọn xa đó, Đức Đạo nói thôi con giờ con sợ quá biết tin ai, thôi chăm sự nhờ thầy. Nhưng thưa biết Phật tử, mình học Phật đó, mình có niềm tin kiểm chắc. Vì tin nhật một cái người bên ngoài tiếp cận Đức Phật thì tại sao mình tin Đức Phật? Mình phải có nguyên nhân và lý do. Thì Đức Phật á được cái danh hiệu là mười lực. Thứ nhất á là thị xứ phi xứ, tức là biết rõ cái mối tương quan giữa nhân quả, biết cái việc này nó có xảy đến hay không xảy đến. Điều thứ hai là tri tam thế nghiệp báo, tức là biết rõ nghiệp báo của ba đời quá khứ hiện tại tương lai. Và điều thứ ba là tri nhất thiết đạo thiết lực, tức là biết rõ cái con đường đưa đến tất cả cảnh giới, làm sao để xuống địa ngục, làm sao sanh ngạ quỷ bạn sanh, làm sao được người giàu sang tốt đẹp, làm sao để sanh cõi trời, làm sao để tu được bồ tát thiên gian, thậm chí là Phật, là biết rõ hết. Và điều thứ năm là tri thế gian chủng chủng, tức là biết nguyên nhân yếu tố để hình thành nên cái cuộc đời này, cái thế gian này, thì có bài kinh Đức Phật dạy riêng về điều đó. Và điều thứ năm là tri tha chúng sanh chủng chủng diệt lực, tức là biết rõ cái tính sai biệt của tất cả các loài chúng sanh, sanh vào cái loài nào cảnh giới nào cảnh giới nào. Và điều thứ sáu là tri tha chúng sanh chủng chủng chư thượng căn hạ lực, tức là biết rõ những chúng sanh của mình ở đây, người đó có tu tập hay không tu tập, người đó là rốt ráo hay không rốt ráo, đặc biệt về tính tấn niệm định huệ, để Đức Phật biết khi tiếp xúc thì Phật biết người đó như thế nào. Và điều thứ bảy là tri chuyên thiền tam muội lực, đúng không? Biết những cái gì mà nó nhiễm ô, những gì nó phiền não đưa đến, và những cái gì là nó thanh tịnh, những cái gì nó gọi là nó đưa đến cái sự nhập vào thiền định rất dễ dàng, an lạc đấy thôi. Và điều thứ tám là Đức Phật biết túc mạng trí và biết nhiều cái đời kiếp trước của bản thân. Điều thứ chín, Đức Phật biết sanh tử trí, là Đức Phật biết cái việc sanh tử sống chết của mỗi người chúng sanh do việc gì. Và thứ mười là lậu tịnh trí, là Đức Phật đoạn phải có tất cả những nhiễm ô phiền não khổ đau và làm được thanh tịnh. Đó là mười lực. Tại sao khi là mười lực? Mười lực đây là mười cái sức mạnh, mười cái sức mạnh của sự hiểu biết và trí tuệ. Trong cuộc sống này đó, khi mà chúng ta không hiểu, không biết, không có trí huệ đó, thì mình dễ lo lắng, sợ hãi, khổ đau. Mà khi mình hiểu rõ rồi, mình có trí huệ rồi, thì mình không còn sợ hãi, sống một cách an nhiên tự tại giống như Đức Phật. Bên cạnh đó thì Đức Phật có bốn cái sự vô quý, tức là không có sợ hãi, tức là không sợ bất cứ ai trên thế gian này chỉ trích, chẳng may chưa tiến vào mộng này. Điều thứ hai là Đức Phật không sợ ai chỉ trích, nói rằng ngài chưa đoạn trừ lậu hoặc khổ đau mà ngài tự tuyên bố là đã đoạn trừ. Điều thứ ba là khi Phật chỉ dạy những cái pháp nào mà cái pháp đó nó chướng ngại cái đạo, giống như nói tham mà chướng ngại cái đạo, sân chướng ngại cái đạo, thì tất cả những pháp đó không ai có thể đối khác gì được, và ngược lại không thể nào nói. Và điều thứ tư là Đức Phật chỉ dạy những cái phương pháp, những cái con đường đoạn tận khổ đau, thì không có ai có thể nói là không được. Thì qua cái bốn cái sự phụ giải này, chúng ta thấy Đức Phật là người nói và có trách nhiệm với lời nói của mình, chứ là nói sao làm như vậy,
làm sao nói như vậy, chứ không có gọi là sợ người ta nói mình chưa được cái người đó. Người ta làm sao hôm nay chúng ta ở đây còn khái được của khách đại khái qua vừa cái lời của Đức Phật, khi chúng ta cần nhớ một cái đó là Đức Phật đã sạch hết những phiền não, những nhiễm ô, những khổ đau, và Đức Phật chỉ cho mình cái con đường để đạt được cái hạnh phúc an lạc giải thoát, thì mình cần nhớ cái điều đó là quan trọng, là cốt lõi. Và kế đến mình phải có cái giới, thì chúng ta hay nhắc đó, mỗi lần sáng nói sáng nhắc lại, thứ nhất là mình nhắc lại cái tỉnh ngủ chứ mệt quá rồi nguyên ngày quá vô lại Phật nữa, nhất cái gì là không thứ sanh, thứ hai không trộm cắp, thứ ba là không tà hạnh, thứ tư đó là không nói láo, nói lửa nói chiều, nói lời nói thật, và nói lời không hát, nói thiên vật, rồi không có uống rượu, không có dùng chất gây nghiện, thì tốt đẹp giàu sang và là sanh lên chư thiên, thanh văn bồ tát thiên phật thì cũng phải có cái nền tảng, chứ mình không có nền tảng, không có cái sự năm cái giới này thì mình sẽ không đạt được nữa. Tại vì cái con người mình bình thường mình sống mình đã không làm chọn cái nhân lành của một cái con người thì huống chi là lên cấp bậc cao hơn nữa. Và điều thứ ba là những người Phật tử mình đó, không nên đón cái tương lai qua những cái nghi lễ đặc biệt. Thời Đức Phật có nhiều cái nghi lễ và đón cái tương lai ở đây các mấy cô chú rồi các nhớ là đến quê đã khá được trẻ thì đến quê rồi lên đồng lên cốt đó. Xong rồi bố máy từ năm mới cho nó ta bài tề thiên đại thánh, và có người nói hay là Quan Âm, Phật thầy, Phật tổ, rồi nói Na Tra đủ thứ hết. Rồi sao? Rồi nói cô này sao, anh này sao, tương lai sao sao vậy đó. Còn bây giờ chúng ta mấy cái việc đó thì không còn thấy nhiều nữa, nhưng mà còn sao? Bất bại của chúng ta. Còn mấy cái gọi là đón tương lai đó, mấy cái việc đó đối với Phật là không chỉ trích, không chê bai. Nhưng mà nếu mình là người Phật tử rồi đó, mình không coi như đó. Bởi vì mình làm chủ cái cuộc sống của mình. Và khi mình coi á, người ta nói coi bố người ta ma quét nhà rửa rác, cứ người ta lo thì coi bố thì sẽ xem nhiều xịt xài, nhiều sự lo. Cho nên mình vừa Phật tử không nên làm điều đó. Và điều thứ tư cái đó á, là mình không nên tin những điều lành mà chỉ tin vào cái hành động. Cũng như là mình nói sao mình nói thôi, mình năm nay sao tốt nha, tuổi mình năm nay tuổi tam hảo á, chứ không phải tuổi tam tai đâu, cho nên làm những gì làm đâu chúng đó, làm đâu phát tài đó. À, thì bây giờ gả chồng cho con cái cũng vậy, nhưng mà cái đó cũng phải khuyên không có nên tin vào những cái điều này mà tin vào cái hành động. Cho nên nhiều người đó ở đây thì chắc mình mới ít ha, chứ ở Việt Nam mình khi tối là chuyện bao thấy thần tài rồi ha, sáng mai thì sao đến chủ đề từng khi đó điều lành mà thấy tốt quá, thấy vàng bạc, thấy tiền tài đó, chúng ta nhà nát cửa mấy cái điều đó. Cho nên người Phật tử mình á, mình đọc kinh mình thấy Đức Phật trước khi xuất hiện một đời có điều lành, là sao tùy thì chúng ta nói là Đức Phật xuất hiện có điều lành, nhưng mà thấy Đức Phật á, khi còn thấy tưởng với khi mà tiền đạo đó là ngày lúc nào sao tự vượt trên bản thân của mình, cũng tự phấn đấu để đạt đến cái mục đích, chứ không có tin điều lành. Nếu mà được duyên tiên A Di Đà mà đó là một là thành là vô biên linh thánh vương, hai là thành Phật, thì mình đó là cái làm chứ. Và mình thấy Đức Phật là người làm, phải nói là kiên trì và phải đạt mục đích cho bằng được cái gì. Và điều thứ năm cuối cùng, tại vì thấy Phật tử cũng đương nhiên lắm rồi, và cuối cùng đẹp đấy, điều cuối cùng là quan trọng nhất là biết Phật tử biết sao chiều tăng chiều đi đó. Chiều năng chiều đi của mình á là ở đây là đại diện cho thường trụ tam bảo. Đôi khi mình thấy tượng Phật, hình Phật, kinh sách, nhưng mà đôi khi mình đọc nó hiểu, thì nhờ có chiều tăng chiều đi hướng dẫn
bài kinh mình dạy như đó sao mình có những cái gì trước mắt nhậu thì trung tâm chư ni là đại diện cho tam bảo thường trụ thế gian này. Cho nên chính vì vậy đó, ngoài cái sự mình chăm lo con cái cha mẹ, nhưng mình phải đặc biệt đặt cái vị trí trung tâm chư ni ở đây lên cái sự gọi là ưu tiên hết, được cái sự gọi là lần đúng đúng điều phục phục vụ, chứ là mình càng đúng ưu tiên hết. Tại sao? Mình có thể mình nuôi con cái mà để lớn á, nó chả hiếu mà chỉ một đời thôi. Còn cha mẹ của mình á thì cũng cho mình bản thân này một đời mình nhắc hơn, nhưng mà chúng ta là những người hướng cho mình cái con đường tốt đẹp để mình sống hiện tại này được an lạc hạnh phúc, và sau khi bỏ thân này thì mình được an lạc hạnh phúc về sau. Cho nên Đức Phật dạy là mình phải dành sự gần gũi cúng dường cũng như thân cận tăng ni và ưu tiên hơn tất cả các người khác. Thì hôm nay chúng ta về đây cũng như thông lệ và lần thứ hai ha, sớm tối thì mình nhắc lại để mình có những cái bông hoa sen để Đức Phật đi lên bảy bước đi tiếp nữa, chứ đã tới bảy bước rồi bạn thấy bông sen nào mình nhốt lên hết thì sao? Thì bây giờ cái bông tỉnh mình đó là những bông hoa con sẵn sàng con nở lên cho Đức Phật đi, để cho Đức Phật đứng đó rồi bây giờ người ai truyền tiếp cũng giáo hát Đức Phật. Mình phải là những người Phật tử, mình cố gắng mình thành thì bông sen càng ngày nở ra nó đẹp hơn nhất. Chứ dần dần này có bông qua nó không thôi, tại vì không gian rộng lớn quá. Cho nên hôm nay thì sám hối để ôn nhắc lại cho quý Phật tử, để có một người Phật tử xứng đáng của Đức Phật có năm điều. Thứ nhất, niềm tin. Thứ hai, có nhớ. Thứ ba, là không tin những cái tương lai qua những cái nghi lễ đặc biệt. Và thứ tư, là không tin tưởng những điều này mà tin là hành động. Và thứ năm, đặc biệt chú ý chăm sóc cho mình sức khỏe tốt để mốt có gì gì, nhưng mà ở đây là mình cũng hơi gọi là mất chớp đó nha. Còn bây giờ vậy, bây giờ thì cái đáng mình đã hồi hướng rồi, thì giờ mình chắp tay mình lại để mình gọi là mình giờ yếu hết rồi, mình cũng gán tu hành có bạn bè cơm nước ăn mà thì sao tứ hoàng thể nguyện nha. Chúng ma sanh ma do biên thể nguyện bỏ phiền não do rồi mời đi sư hai sư